là môn phái võ tổng hợp được hình thành trên cơ sở kế thừa, chọn lọc nhiều môn phái võ và tổng kết thực tiễn chiến đấu của lực lượng công an nhân dân. Võ thuật công an nhân dân phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an nhân dân và nhằm rèn luyện cho cán bộ chiến sĩ công an có khả năng vận động với cường độ cao, làm cho con người nhanh nhẹn, có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai và lòng quả cảm. Võ thuật công an nhân dân được nghiên cứu xây dựng các thế đánh, cách đánh bằng chân tay không hoặc các vũ khí thô sơ phù hợp với đặc điểm công tác. Trong từng tình huống cụ thể mà cán bộ chiến sĩ công an phải sử dụng võ thuật để tấn công trấn áp tội phạm hoặc để phòng ngự khi bị tội phạm phần tử xấu tấn công, nhằm bảo vệ an toàn cho bản thân, đồng đội và nhân dân. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong xu hướng hội nhập ngày càng khó khăn phức tạp đòi hỏi mỗi sinh viên an ninh không chỉ giỏi về nghiệp vụ pháp luật, nâng cao trình độ mọi mặt mà còn phải tinh thông võ thuật, kỹ chiến thuật quân sự, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức theo 6 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Quý vị đang theo dõi các động tác, các bài võ tổng hợp 44 động tác cùng 10 động tác võ thuật chiến thuật công an nhân dân. Thank you.